mắt giống Lương Bích Hữu. Trời ơi, Lương Bích Hữu. Lương Bích Hữu mắc khí mà. Ý kệ, nó chỉ giống ca sĩ thôi. Cũng được. Rồi mũi cái đẹp nè. Mũi sao? Mũi giống Minh Hằng. Minh Hằng. Minh Hằng mũi tệ á. Mũi tệ không chỉ giống ca sĩ thôi. Ừ. Cái mồi hay nhất luôn. Mồi sao? Mồi giống Thủy Tiên. Tao khoái Thủy Tiên. Thấy không? Thủy Tiên là cái mồi, mồi xí mùi đó. Ừ, nó có cái son đen đen ở trong này nè, rồi cái mũi ở ngoài nó bạc bạc, cái mỏ lên chụp hình cái mỏ như nè. Ừ, tao khoái Chí Tiên. Cái mũi ta xí mùi, cái mũi đưa ra như xí mại. Của ông Chí Tài. Sao? Bữa ăn tô bún rồi thúi cái lỗ rúng. Hả? Ăn tô bún rồi thúi cái lỗ rúng hả? Thì bảo vậy. Mày không biết rồi, bữa Trường Giang mới ghê. Trường Giang sao? Ăn có cái hột mít thôi mà thúi. Ê, cái thiếu gì mày? Tao đang cái lỗ rúng rồi mà hột mít thúi tới cái gì mày?